Xin chào các bạn đến với chương trình podcast Dan Cine của điện ảnh.net. Hôm nay, chúng ta cùng trao đổi về chủ đề cách Ji-hook cởi váy đánh nhau và những điều cực bựa của cô ấy, phần 1. Dù nguyên series Ji-hook Attorney at Law có thể là một mớ hỗn độn tệ hại, nhưng nhìn chung thì bộ phim vẫn khá là vui. Jennifer Walters vẫn là một cô gái mà mọi người đều yêu mến, bởi về cơ bản thì cô đẹp, quyến rũ, đôi khi hơi ngầu và vui tính nữa. Nhưng hơn thế, cô còn hay bị dính vào tình huống rời ơi đất hỡi nữa cơ, trong khi cách xử lý của cô thì phải nói là bựa ơi là bựa. Vậy đó là những tình huống gì nhỉ? Làm thế nào để không rách váy khi biến hình? Không phải lúc nào Jen cũng diện trang phục siêu anh hùng, bởi cô có công ăn việc làm kia mà, và đi làm thì phải mặc đồ công sở chứ. Do đó, có những lúc cô buộc phải biến hình trong lúc đang mặc thường phục và tất nhiên sẽ là rách hết. Nhìn chung thì cô chẳng có giải pháp gì khả thi cả, ngoài việc cởi váy đấm nhau với tội phạm luôn, mất tiền mua mỗi cái áo, còn đỡ hơn là mất thêm tiền mua váy mọi người nhỉ. Tuy nhiên, sau khi được nữ siêu anh hùng Was, Janet Van Dyne, gọi tới căn nhà tiện ích mà cô sắp xếp cho riêng Ji-hook, Jen vì quá cao hứng nên đã biến hình luôn, và thế là chiếc váy đó rách thật. Ấy vậy thì, Jen cũng chẳng bận tâm nữa, vì cô bây giờ sẽ có cả một mớ đồ mặc dần cơ mà, chưa kể còn có trang phục ngoại cỡ, cho dạng biến hình của cô nữa. Tham gia giao thông kiểu Ji-hook. Thông thường thì Jen vẫn di chuyển bằng xe riêng hoặc taxi, nhưng khi biến hình thì có vẻ quá cỡ, nên cô sẽ đi tàu điện. Trong Ji-hook 2022, khi thấy một chiếc xe cứu thương bị kẹt lại do tắc đường, Jen đã nâng luôn chiếc xe lên cao, lách qua chướng ngại vật phía trước rồi đặt xuống. Không những thế, Jen còn nhanh tay kẹp danh thiếp của mình lên chiếc xe nữa chứ. Danh sách tình nhân. Bên cạnh việc là một trong những nữ siêu anh hùng khỏe nhất vũ trụ Marvel, Jennifer còn nổi tiếng ở phương diện là một người phóng khoáng trong chuyện tình ái và tất nhiên là danh sách tình nhân của cô cũng khá dài. Nổi bật nhất là Tony Stark, Iron Man, Hawkeye, Thanos, Star Fox, em trai Thanos, John Jonas Jameson ba là chồng cũ, Thor Odinson, Gark of Hurt và cả loạt trai đẹp người thường với số lượng chưa được biết rõ. Khả năng phá vỡ bức tường thứ tư. Marvel đã tạo ra rất nhiều nhân vật có khả năng phá vỡ bức tường thứ tư, nổi tiếng là Deadpool hay Gwenpool, và Ji-hook cũng là một trong những nhân vật như vậy đấy. Thậm chí, nói công bằng thì Jen là một trong những nhân vật của Marvel có khả năng này sớm nhất, cụ thể là kể từ năm 1989 trong bộ truyện Sensational Ji-hook. Cô tương tác với độc giả khá nhiều, bao gồm tiết lộ những manh mối thú vị, than phiền và thậm chí còn từng cho cả các tác giả ăn hành nữa. Hành người ta ra bã vì bị cầu hôn. Về cơ bản Jen là idol quốc dân đấy, bởi cô rất được công chúng yêu thích. Tuy nhiên, không phải người hâm mộ nào cũng nhận được nụ cười của cô, mà có khi còn bị ăn đòn nữa. Cụ thể thì, tình huống này diễn ra trong Avengers 2018. Hồi 20, Ulrich, vua của tộc quỷ lùn đã mặt dày theo đuổi Jen, và kết quả là hắn bị cô cầm búa uýnh cho tơi tả. Ấy thế, dù sưng mặt nhưng gã vẫn thều thào, nói một lời cùng nụ cười tươi, đó là cưới anh nhé. Trên đây là một số fact khá là thú vị về Ji-hook mà tôi thu thập được, nhưng cỡ này thì chưa hết đâu. Do đó, hãy chờ tôi trong phần thứ 2 nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Dan Cine. Nếu bạn có ý kiến hoặc đề tài muốn thảo luận, hãy gửi ở bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại bạn trong số tiếp theo được phát sóng vào ngày mai.